chất liệu có một cái đẹp riêng. Ta không thể nói là cái chất liệu này so với chất liệu kia là cái nào đẹp hơn. Nhưng cái tính độc đáo của Son Mai tức là nó có tạo nên nhiều cái bất ngờ. Nó tạo cho niềm thích thú cho đối với người làm việc và thậm chí cho những người xem. Bản thân Son Mai thì nó rất là ít màu. Người ta chỉ xuất sơ nhựa cái thân tạo thành chất sơn. Và thứ hai, màu đó là những cái sáp khoáng. Người ta là đi tìm những cái màu có trong tự nhiên có sẵn. Và kỹ thuật rất là nhiều, tức là người ta có thể dùng vàng, bạc, trứng và một số chất liệu khác để dùng ở trên Son Mai. Trong lĩnh vực Son Mai, mỗi khâu đều là quan trọng. Nhưng mà riêng cái khâu đầu trứng đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ rất là nhiều. Từ kết hợp của trứng và những cái chất liệu về màu thì hẳn tạo ra cái đồ ngẫu nhiên trong quá trình làm việc nữa. Nên cái công cuộc đồng trứng là lại của một phần. Cái Son Mai của Việt Nam thì có những cái yếu tố chính và trong kỹ thuật, tức là phẳng, sâu và trong. Phẳng ở đây khi chúng ta làm lên những lớp màu thì sau khi quá trình sơn xong chúng ta dùng giấy nhãn mai về lớp để tạo được độ phẳng. Cùng lúc đó thì cái hiệu ứng của màu ở từng lớp màu chung lên nhau và cái sương cánh giả nó tạo nên một độ bóng và tạo nên độ trống của cái màu. Ở ngành sơn mai đòi hỏi tính kiên nhẫn và chịu khó, cả công đoạn đều rất là phức tạp và mỗi công đoạn mình phải cố gắng hoàn thiện nó một cách chất điểm, không để sai sót. Nếu công đoạn trước mà sai sót thì làm ảnh hưởng tới công đoạn sau, và như thế là mình bắt buộc phải quay lại từ ban đầu để làm. Những sản phẩm sơn mai sau khi hoàn thiện xong thì nó có độ bền rất là lâu dài. Cái đó được minh chứng trong quá trình lịch sử thì đã có, tức là nhiều nhà có những cái hoành phi hay có đối, hay là những sản phẩm bằng sơn mai người ta chạy giặt thì người ta đối xuống hồ hay là giấu ở những vùng đất, vài năm sau khi họ trở về nhà họ đào lên thì cái sản phẩm đó vẫn còn bền và còn mới như là khi chưa đưa xuống. Và sau 10 năm tham gia về với nghề sơn mai thì lĩnh vực sơn mai vẫn còn nhiều góc cạnh mà mình vẫn chưa khám phá hết, và điều đó là một điều rất là cuốn hút mình cho đến bây giờ.